Này về miền Tây em ruột nó pha nước hay nước uống nè, đi đoạn đường cũng lòng vòng nãy giờ. Bây giờ chắc cũng 5-6 giờ chiều ha. Đâm gắn cái micro rồi mình quay phim mình nói chuyện cho nó vui. Sầu riêng là mình được bao nhiêu tháng? Được 40 tháng rồi. 40 tháng ha. Dạ. Rồi bữa nay có câu hỏi gì để mình hỏi các anh em không, trả lời cho. Cây, những cái cây mà như vậy nè, thấy là lá nó bệnh vậy nè, là cái này là tại do vi khuẩn hay là bộ rễ nó làm sao, hay là làm sao nó bị vậy? Rồi. Như nó bị hay bị như xì mũ bị xì mũ phải không? Rồi. Cái ở đây xài cái thuốc Rigomin á. Rigomin quét rồi, rồi nó đứng lại cái bệnh đó. Xong rồi nó xì chỗ khác nữa. Đó thì lâu lâu vậy nó bị mà nó như giống như bây giờ giống như điều điều cây đó. Điều cây là bị hết phải không? Dạ. Hồi xưa cái lịch sử phân bón mà mình đi phân gì? Có đạm cao không? Không, đi cái phân gà cái bao mà để bên kia. À phân gà, mà phân gà rải vào lúc giai đoạn nào? Cây nhỏ vậy là tới về lớn là mới có xài hết vườn này mới có cho chắc dữ lắm ba bao DB đó, mà ba bao DAB. Rồi từ hồi về làm tới bây giờ ngàn còn nhiêu là cứ phân hữu cơ không à? Rồi thì với gì nữa? Humic phải không? Thì toàn bộ tổng cái quan cái vườn này là mình vào là mình nhìn thấy lá đang có hiện tượng ngủ. Thấy rõ ha, đang ngủ ngủ lá. Ở đây mình có cái ưu điểm thì mình góp ý là có cái ưu điểm ha, là vườn này trồng cao, ló được cái bộ rễ lên là cái vườn này trồng cao. Cái cây này nó còi nhất. Đây để mình phân tích cho mọi người cái cháy lá đầu tiên đây. Để tất cả mọi người chúng ta thấy đầu tiên nó cháy cái chóp lá không? Dạ. Đó, đầu tiên em thấy cháy chóp lá vậy nữa. Thì cái ban đầu là tại sao nó cháy chóp lá này, là khi mà cơ đọt non ra, mình quan thấy thấy nha, cơ đọt non ra thì cái lá già này nó bị cháy. Và cái vườn này nó thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó bị rầy đánh. Thì cái vấn đề rầy thì mình không có nói đâu, nhưng mà nói cái nguyên nhân nó cháy cái chóp lá này trước. Là khi cái cơ đọt non ra thì toàn bộ cái lá đó đi, lá già nó bị cháy. Là tại sao, tại gì? Qua đây này sẽ nhìn thấy rất là rõ này. Đây. Cái lá non của chị thấy lá non vậy nữa. Là không bị gì hết, nhưng cái lá già, toàn bộ những cái lá già, thông thường những cái lá già nó sẽ bị cái cháy này. Là nguyên nhân á là ở ngoài này thiếu nước. Vậy đó hả? Thiếu nước ở bên ngoài nha. Là nước cây sầu riêng nó dành nó nuôi cái lá non, nước nó dành nó nuôi lá non. Thì thiếu nước bên ngoài cái cháy cái chóp lá đầu tiên trước. Thì đầu tiên nó cháy cái chóp lá trước, xong rồi bắt đầu nó lan vô đây thì bắt đầu nấm bệnh nó mới tấn công. Và chúng ta đang bị gặp hai cái tình trạng đây là cái dạng nấm phi top. Thì cái lá già này nó cháy xong rồi, có những cái lá nào nó vững thì nó ở lại, cái lá nào á mà nó không có cháy cái bìa lá này thì nó ở lại, còn lá nào cái bìa lá nó đi nó dày thì nó sẽ rụng. Đấy, thì bây giờ cái nguyên nhân đầu tiên á là bị thiếu nước ở bên ngoài. Thì bên ngoài tập trung bên ngoài mình tưới nước hết bên ngoài, không tưới ở bên trong nha. Mà cây này là dạng ngày mùa này hình như mấy bữa nay cũng không tưới nước phải không? Không, thấy trời mưa không tưới. Thấy trời mưa không tưới nước phải không? Yeah. Thì mình coi thấu trời mưa mình coi ẩm độ nó vừa đủ thì mình coi mình quản lý nha. Bên ngoài nó bị thiếu nước ở bên ngoài đó. Đây là cái lá này này. Đây thí dụ như cái lá này nó cháy cái lá này. Cái lá này, đặc biệt cái lá này này, nó cháy xong rồi á, nó cháy vào quà đây sơ sơ, nhưng cái lá này đang bị nấm phytophthora nó tấn công này, cái rễ mình nó đang bị tổn thương ở dưới này. Tại khi cái rễ non nó ra, cái rễ non nó ra cái là nó nóng ở ngoài này này và nó bị cháy. Thì nước á, dụ như mình tưới thì mình canh cái trời mưa, nhưng mà mình canh cái độ, cái này là không phải là cháy mới cháy đây đâu, nó bị trước đây đâu. Đúng rồi. Trước bị trước cái mùa mưa này đâu. Đấy, cái mình quan tâm nhất á là khi mà cây nó mà nó bị thiếu nước á, dụ mình tình trạng ra vậy này, nó ngủ 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 vậy là tưới nước buổi chiều, mình tưới dập cho em làm gì, làm buổi chiều nó phải buổi tối là cây nó hấp thụ nước nhiều nhất nha. Với lại cái thứ hai là mình quan tâm rầy một chút xíu, rầy ở đây nó cũng bị rầy nha, bọ cánh cứng rầy này, này lá đây là bọ cánh cứng. Thì những cái đối tượng gây hại này này nó cũng là cái tác nhân, nó bu lên rồi nó phá cái lá mình tổn thương. Thì bây giờ cái vườn này á là bây giờ mùa mưa thì mình không nói đâu, nhưng mà bữa trước nó bị cháy là cháy lúc trước cái mùa mưa, là cái mùa nắng á. Thì bây giờ á, sau này mình rút kinh nghiệm sau cái mùa sau này là mình tưới nước đều bên ngoài nha. Rồi bọ cánh cứng á, thì mình quản lý khi mà mình muốn tiêu diệt con bọ cánh cứng này á là 5-6 giờ chiều cỡ giờ này mình phun lên lá, nhưng đồng ý mình phải phun hết như này nha, thuốc nha, phun thuốc hết như này để nó tiêu diệt mấy con nó nằm ở cây chuối nhiều lắm, mấy con bọ cánh cứng con giống như là bọ rầy á. Tối tối 5-6 giờ là nó bu lên, nó được cá nó nằm tùm lum trên này hết này.
là mình quan tâm là cái lá này nó bị ngủ. Toàn bộ cái vườn này là nó nhìn là nó thấy nó ngủ hết, mà lá là cháy nhiều nha, lá nào cũng cháy hết á. Rồi cái thứ hai, cái tiếp tục nữa để rút kinh nghiệm nha, mai mốt mình đi phân á, phân gà. Thì cái phân gà á, là mình nhớ cái cơ độc nó cứng mình mới đi. Có nghĩa là nó thành thục cái lụa lá xong rồi là mình mới đi, để cỡ như cái lá già dài mình đi được này. Đừng có để mà lá non, mà lá như mà dụng như lá non này, những cái cơi non dài mình đi là nó sẽ rất là dễ bị cháy cái đầu rễ. Cái hột phân gà là người ta không cho hột trồng hột, là chỉ cần phân gà nó xuống, nó tại nó cũng có cái hàm lượng mà đạm cao trong đấy, NPK trong đấy, nên phân gà nó xuống nhưng mà đụng cái rễ tơ một cái là nó sẽ bị cháy. Mà khi cháy đầu rễ rồi là bắt đầu nó sẽ tạo một cái lỗ hổng để cho nấm khuẩn nó tấn công. Cái vườn nên là tổng quan là nước thì bây giờ mình không nói nữa, tại nước mà bắt đầu bước vào mùa mưa rồi. Nhưng bây giờ là vườn này là tổng quan hai cái đối tượng gây hại, thứ nhất là bọ cánh cứng, cái thứ hai là nấm Phytophthora. Thì bây giờ Rhizomyin đồ mình cũng quét từ lưa nhưng mà hầu như là cây nào cũng bị. Đó, là bị. Rồi, cái tiếp theo nữa, đây nha. Mình đồng ý là mình tưới nước nha. Dạ. Mình đồng ý là mình tưới nước là nó sẽ tàn ra ngoài. Mình đồng ý, nhưng mà nước trong này mình không cần. Vô tình mình cứ tạo cái ẩm độ. Mình tạo cái ẩm độ trong thân. Dạ. Cây sầu riêng thì nắng nó, bây giờ bình thường như ban ngày mình nắng nó không bao giờ nó rọi được vô trong này được đâu nha. Dạ. Nó lúc nào trong này nó cũng ẩm độ. Thế nên ống nước đây á là mình để là mình tưới thuốc, tưới đồ, thuốc bệnh thì được. Còn bây giờ ống nước phải ra đây ha, em điều tiết nước ra đây giùm anh. Dạ. Nghe chỗ này, làm gì làm thì bộ rễ qua đây nó phải có nước nha chị. Dạ. À, phải có nước qua bên này để nó hấp thụ, mình tưới nó. Chứ không cứ nước mình dồn trong kia ra ngoài này nó ít. Nước ở bên ngoài cần, bên trong không có cần. Yeah. Đừng có để ẩm độ, rong rêu nó nhiều lắm, rong rêu nó không, sẽ làm cho cây nó không có lớn, mà nước cây nó cứ giặt vô đấy. Nó muốn như chết nhánh mà. Cái này cây này là có cái nó này, bộ rễ nó yếu này, nó có hiện tượng này. Bên trong bị chết rồi nè. Đây phải không đâu, đừng coi. Mấy cây cành bệnh này đừng có để. Không có tiếc gì mấy cành này hết á. À, mấy cành này đừng có tiếc. Coi biết anh trên TikTok hay ở đâu vậy? Dạ đúng rồi. Coi hoài luôn. Bữa nay lên TikTok cho nó vui. Dạ. Mấy cái cành bơi, mấy cành nào xà dưới á mà bấm, còn những cái cành bơi cây đang phục hồi thì cứ để nha. Dạ. Ừ, còn mấy bấm những cái cành này là đưa ra ngoài tiêu hủy hết. Dạ dạ dạ. Bây giờ là nguyên toàn bộ cái vàng này là phun hết nấm bệnh rồi, tưới dưới gốc, tưới thuốc bệnh là tưới từ ở trong tưới ra. Dạ. Tưới ra qua này luôn. Nha, tưới hết ra qua này. Vừa rồi là tủ rôm là mục đích của mình là để giữ ẩm hay làm gì? À, đặng để cho nó có làm như phân hữu cơ vậy đó. Phân hữu cơ phải không? Rồi cái bắt đầu gãi vôi lên. À. Có tưới như là xịt vôi lên để cho nó phân hủy cái này. Cái vôi này nó không phân hủy nẩu đâu nha. Cái này á, nếu mà muốn lấy phân hữu cơ á, cứ để cỏ lên, cắt cỏ. Cắt cỏ. Cứ để cỏ lên, xanh rờn lên rồi cắt cỏ. Chính cái rễ cỏ nó mới tạo được cái độ thở cho cái cây. Nha, cái rơm này đó là mình không cần thiết đâu, cứ cỏ để lên mình cắt cỏ. Phải tính mùa mưa này nè, rồi cái bắt đầu cỏ gơm này nó mục cái gì vậy? Nó mục rồi mình tưới gãi vôi lên để cho nó phân hủy. Vôi không phân hủy được đâu, vôi đó là chỉ có muốn rải, muốn mà cho nó phân hủy là Trichoderma. Cái này tủ hơi dày đó, tủ hơi dày á, mùa mưa tạo ẩm độ cao quá, tủ hơi dày á cho nó thoáng ra, tủ dày quá. Bỏ xa gốc rồi đó. Ờ, tủ bỏ xa gốc là phải không, nhưng mà ở ngoài này còn hơi dày nha. Này rồi xuống này ẩm độ cao này. Mưa nữa, mưa ẩm độ cao. Cái thiếu nước là thiếu vào mùa nắng á, chứ không phải là thiếu mùa này nha, nó bị cái lá mình là bị trước đấy đâu đấy. Đúng rồi. Kéo ra đừng có tủ nhiều quá, ẩm độ dữ quá, ẩm độ dữ lắm. Cái này á, muốn phân hủy nó thì lấy cái Trichohumus á tưới lên cho nó phân giải. Dạ. Nhưng mà rải mỏng thôi, đừng có rải dày quá. Dạ. Mấy cây mai bên này cũng vậy này, mình rải, mình tủ dữ quá nó ẩm độ, trong này nó cao này. Mình tại sao vậy? Mình tủ á, mình tủ mỏng mỏng để làm gì? Cái này vườn về trồng cách cây gì nó xa gần gì không? Cái này hồi xưa chắc chị trồng 6 mét quá. 6 mét. Đúng không? Mà sao thấy giờ gần quá? Nó gần quá phải không? Rồi cái bây giờ mới trồng được một mớ cây nhỏ nằm mé giặt bển á. À. 7 mét. 7 mét. Toàn bộ là ở đây là bị quét Rhizomyin vô rồi phải không? Dạ.
cái này nó cũng cũng còn này, quét cộng với lấy thằng thuốc sâu đục thân á, cộng chung vô nha. Ồ, nguyên vườn nó bị cái nấm Phytophthora tấn công. Đây giờ tỉa bớt mấy cái cành này này, mấy cành xà này, cái cành này này không cần thiết, nó xà xuống quá này, bấm bỏ bớt đi, đừng có để nó tùm. Đây này, mấy cái này nó đang đụng với nhau này, cái cành này vô tác dụng này, thấy không? Nó đụng với nhau, đừng có để nó đụng. Tỉa bớt không, nó bị nấm bệnh. Cái này này, qua đây này, cái này tỉa khi mà mình canh nắng á, mình tỉa. Cái này, mấy cái cành này này, công trình mình tỉa. Đây, thấy không? Cành lớn mình chấp nhận mình để, không nói gì. Cành nhỏ mình đâu để chi. Đấy, thấy không? Cành nhỏ mình đừng có để. Cành này sát trong ngày này, bấm bỏ cho nó nắng nó vô. Cành này bỏ này. Cành nhỏ này, giữ cành lớn lại. Đây này, mình tập trung mình giữ cành lớn này, thấy chưa? Cành lớn này, cành nhỏ bỏ này. Phải mình giữ, mình giữ cành lớn thôi. Dạ. Này, ví dụ như mấy trong này này, cành bên này là cái cành đực, đáng lẽ là mình bỏ, nhưng mà mình muốn giữ nó ăn trái thì mình ở trong chân á, mình bấm bỏ rớt. Dạ. Chứ giờ nấm bệnh nó nằm ở trong này, nó ẩm độ cao, nắng nó không có rọi được vô đây, làm sao rồi nắng nó rọi được vô thân. Chứ còn để mà nắng nó không có rọi vô thân là cây sầu riêng nó cũng nguy cơ lắm á, tại vì nắng không ưa mưa không chịu, y phụ nữ vậy đó. Y như con gái 18 vậy. Dạ. Anh theo cái giống này thì có phải là gọi là bệnh không anh? Cái này bệnh này, nguyên vườn này là bị Phytophthora hết. Ừ. Này bị bệnh này. Này cho em coi cái cành này. Cho nó nắng nó vô. Khi mình thấy sau phân nửa ba hồi nó bị nửa lá, cái mới vừa hết cái bắt đầu bị nữa. Cái bị nữa phải không? Ừ. Cái lưu ý nhớ là đi phân gà nha. Cái lưu ý dữ lắm mấy gãi, tại cái này là vườn này á, là lúc trước á làm nó nhỏ, cái này là như bờ mương á. Rồi mới bồi được mấy trăm xe đất đây, mới bồi vô là có đất vậy nè. Đất để đất ruộng nó ăn tự nhiên không à, nên không có lúc bồi cái đất vô là có thấy cây nó có bị gì không, nó có bị vàng bị gì không? Lúc đó nó còn tệ nữa, bây giờ thấy nó mới tốt lên á. Bây giờ tốt hơn phải không? Tốt hơn á, mà kiểu như sao thấy nó chậm ra đọt là mình không biết nó chắc nó bị si cái gì, nó thiếu cái gì sao. Đồ nó bị sâu đục thân quá trời chứ. Cắt cỏ ơi. Cắt cỏ. Nó bao nhiêu tháng nào quên rồi ta? 40 tháng. 3 năm hả? 3 năm mấy rồi? 3 năm. Đúng rồi, hơi chậm quá chậm luôn. Vậy hả? Nói chung là cũng tùy theo cái sức tài chính dinh dưỡng rồi chứ, hơn rồi chứ này. Tới tháng chạp này nè. Ừ. Tới tháng chạp này nữa là mới 4 năm nè. Cây này thiếu dinh dưỡng dữ lắm. Thiếu phân. Yeah. Mà bây giờ trước khi mà muốn đi phân cho nó là phải trị bệnh nó đã. Chứ yeah. Không có đi phân vô là cây sụp luôn á. Phải trị hết bệnh, nấm Phytophthora, có nên chấp nhận những cái lá nào mà bị bệnh là cho nó xả hết. Cho nên nuôi cái cơ đọt này, nước là đưa hết bên ngoài, tập trung nước đưa hết bên ngoài, phân bón là đưa hết bên này này. Yeah. Phân bón là đưa hết bên này, sới của đây là muốn đi cái phân bón. Cái này bao lâu mình mới sẽ học ra? Cái này bây giờ chị cũng làm sẽ học trước luôn để mà mai mốt làm nghịch vụ. Bây giờ là sẽ được rồi đó. Vậy hả? Để cho rễ nó quen. Yeah. Cỏ là để lên hết ngang. Yeah. Cỏ để cho nó mọc như cỏ xanh kia này, phải cỏ cho nó lên như vậy này. Đây kìa, đằng kia cỏ không kìa, cỏ dữ lắm. Một được, cái cỏ ở bên kia này. Cái rơm này là rải vô không ăn thua đâu, rơm này muốn cho nó mục á là đi thằng Trico Đề Ma đó. Yeah. Nước đưa đâu hết bên ngoài. Yeah. Cái này là nguyên trong cái gốc này toàn là bị tưới nước vô, nó ẩm độ trong này đấy. Có những dấu cây bệnh rất là nhiều luôn. Ừ. Ridomin quét chỗ nào rồi xong rồi còn ở chỗ trống, chỗ khác nó xì ra nữa mà. Dạ. Ồ, cây nào cũng bị hết. Nhất là cái cây nhỏ đó, trồng mới trồng lại 2 năm mà sau lúc nào cũng thấy ngủ ngại chứ, cây nhỏ đó. Cây nào? Giáp năm rồi đó. Mình đó. Cây đó giáp năm. Là ngủ ngày lại nhiều đó. Cây này là ngủ trầm trọng luôn á, bị nấm Phytophthora tiên trùng chuối ăn được không mà dọn đi.
mấy hôm nay có rải vôi không? Dạ có tưới vôi. Tưới vôi, tưới nước vôi phải không? Dạ mới rải gom nay một tháng nay à, mà mới rải đây à, rồi tưới vôi lên, tưới cho nó đều ra. Mưa mấy hôm nay dưới này nó mưa nhiều không em? Ít ít mưa lắm. Ít mưa phải không? Cũng có mưa hết. Này ẩm đồ không có, khúc trong này không có, ở ngoài có. Phân bò này nó có hoi mục chưa? Dạ. Hay là hay lấy phân bò tươi? Dạ phân bò tươi úp ra đây luôn. Vừa gãi dôi lên không à? Vậy ừ. Đó. Chỉ phân bò nha, phân bò là bỏ vô cái bao. Dạ. Muốn đi ra ngoài này á, bỏ vô cái bao, tấn bên đấy gấp, bên này gấp, đàn gấp, nước nó chảy ra nó ăn. Còn cái phân bò này nấm dữ lắm, nấm khủng. Không có mà biết rồi, tại vì thấy cái cây nhỏ chắc khâu rễ nó bộ rễ nó chưa ra, còn nếu mà cây lớn là đổ ra cái trứng giữa không à. Ừ. Không không có để trong. Bỏ vô bao nha, nhớ bỏ bỏ vô bao đây cho nó nước nó rỉ ra. Dạ. Độ pH 4.5. Qua bên này thử coi. Đục, thui rễ hết. Ở đây trồng có con cái hay, con cái là giữ được cái gốc nó cao. Dạ. Con bò tươi nó cũng nguy hiểm. Bỏ xa vậy đó, phân bò tươi là bỏ xa ừ. Ngoài chứ không có bỏ trong. Tưới nước vừa cách đây mấy ngày rồi em? Dạ tầm khoảng 10 ngày. 10 ngày ha. Dạ. Mai mốt gì đó làm cho nó cử nữa. Nước vừa dạ. Mình pha sao? Mình lấy nước trong mình tưới phải không? Quay nước dạ. Trong. Mà nước trong tưới phải không? Dạ. Tưới là tưới qua hệ thống qua đèo vậy luôn cái gì dạ, nữa. Đó đó. Quậy vô phi vậy đó. Ừ. Rồi tưới. Gom này nó hơi dày á. Dạ. Tại bỏ mô tới 3 cục lận. 3 cục lận ấy. Mô rơm hơi dày. Nó mỏng mỏng thôi để nó có độ nó thoát hơi. Mình rải nó mỏng mỏng lên có độ thoát hơi cho nên mình sợ nó mục nữa mà. Cái này lâu mục lắm, cỏ cắt ra là được rồi. Tại vì cỏ là cắt vô cho bò ăn. À. Rồi rải mới rải gom lại vậy đó. Trời ơi sao không để cỏ cắt luôn, cắt lấy cho bò ăn cho rồi bò còn ăn. Ít rơm đừng có để phân tươi vậy nữa, bỏ vô cái bao rồi thả xuống. Yeah. Nước lượng nước tưới cũng không đủ. Mưa mấy hôm nay mưa nó cũng yếu. Dạ. Thì mưa, đó mưa yếu không à, rồi tưới nước tưới chiều nay tưới cho nó một miếng đi. Dạ. Cày cái nước mưa là cái nước tiếng tưới là nước nào? Dạ cái nước tưới. Nước bên đây nè. Nước bên đây nó có bị ở như bên này không? Dạ cũng như chắc nó chung đường nhưng mà ở bên đây thì mới dọn cỏ, còn bên đây thì cái này là nước đây là do cỏ mình thả xuống phải không? Nó rớt xuống phải không? Dạ cỏ này nè. Lâu ngày nó chết rồi. Nó chết rồi nó phân hủy nó mục xuống đây phải không? Dạ. Còn bên đây nè, tưới lấy nước bên đây là tưới. Đồ nguyên cái là bị ở bên đấy cũng được quăng nó qua cho tí quăng. Đi qua bên đây luôn, qua bên vườn bên nhỏ cây. Đi qua bên đây, ở đường này ha, đi đường này phải không? Dạ. Mà cây này trồng mấy tháng rồi mà nó không có phát triển bộ rễ gì trơn luôn nè. Cây này nó cũng đang bị rập dữ quá chị. Ở trong nó rập. Cái bông phân gà này nè. Rào. Ok. Rồi tưới humic nè. Ở đây nó có thêm gặp cái vấn đề là nước tưới nữa. Đây để là em chỉ cho. Nhìn cái cây của em nó bị đen này. Đó này thấy không? Dạ. Cái nước ra nè, tưới vô đây nó đen. Khi nào giờ em để ý nè, không tin em để ý, mùa mưa này, chuẩn bị mùa mưa này sao? Dạ. Em không tưới nữa thì cái da cây nó sẽ sáng trở lại. Wow. Cái nước này đang bị phèn. Dạ. Cái nước này đang bị phèn. Dạ. Nó nước này hình như là nước tù, đâu có ra vô cái mương lớn đâu phải không? Có ra vô. Có ra vô nhưng mà ít. Ra vô ít, mình cố gắng mình sao mình đảo được nước không? Dạ, được. Được. Mình đảo nước, mình lấy nước kia mình đảo vô mình chạy vòng vòng. Thứ nhất cái nước này bị ô nhiễm. Dạ.
cái nước này bị ô nhiễm. Còn nhiều khi phân bò tươi rồi mình tưới á, mình tưới nước phân bò tươi nó chạy xuống dưới, nấm khuẩn nó phát triển á, cái nước này nó bốc mùi, nó bị ô nhiễm. Phun trên tưới là trên cây là chắc chắn là bị cái dạng Phytophthora mà nó vô trong cái gốc cái rễ là toàn bộ hình như cây nào cũng bị hết trơn à. Là đúng rồi. Lại này cái nước này á, là bây giờ chị làm sao làm lấy được cái nước bên ngoài khi nó đảo hết ở trong vòng vòng đây. Rồi lục bình đồ á, mình có thảm được thì mình bắp lên mình bỏ, mình kiếm một cái chỗ cái lỗ á mình bỏ vô. Động dạng cho nó thông thoáng cho nước nó di chuyển thì mai mốt mình tưới á thì cái nước của mình tưới nó không có bị nấm bệnh. Thứ hai cái độ nhìn cái thân này đây, quan lại qua cho bà con coi nè, cái này hôm qua hôm kia về phun siêu áo giáp hả? Dạ tầm chắc khoảng 7 ngày trước mà. Chắc cả. Đây này, thấy không, cái thân nó đen nè. Nên em nói gì tin nè, mùa mưa này chị không cần tưới. Chị suy ra chị thấy cái thân này nó đỏ trở lại. Nước đây đang bị phèn, đang bị ô nhiễm. Đây nè, đây dưới cái gân lá luôn, lật cái gân lá lên nó đen nữa nè. Đây nè, quan cho bà con thấy nè. Bà con gặp cái hiện tượng này nè, giật lật cái gân lá lên thấy nó đen không? Vậy cây nó không quan hộp được, không phát triển. Còn cái cây bên kia mới nãy giờ chị là cây đó bị rập thì không nói đâu, cây này đang phát triển nè. Mình nói về cây đang phát triển như nước nó bị phèn, bây giờ chị làm sao làm á là phải lấy được cái nước ngoài kia đảo vô. Còn rải vô này không ăn thua đâu, rải vô này không có tác dụng gì mà để khống chế được đâu. Còn cái này nè, chị tủ rơm này nó không có thoát được cái hơi. Có nghĩa là y như ở trong cái mái tôn của mình á, cái nhà mà tủ mái tôn vậy đó, muốn thoát được cái không khí lên buổi trưa chị ra chị để cái tay ra nó nóng cực kỳ thì rễ nó chị cháy. Nên là mình muốn tủ rơm là mình tủ nhẹ, mình tủ phớt nhẹ thôi. Trường hợp mình để muốn mà đắt cho nó xốp á là chị để cái cỏ mà cỏ rau trai lên. Nó xốp hết lên cái rễ nó len xuống dưới, nó làm nó phá vỡ cái tầng đất ra đó, rễ nó chung vô thì nó mới có cái độ thở cho cái cây sầu riêng. Tủ thì tủ mỏng thôi, vô này không có tác dụng mà gọi là để nó chỉ sát khuẩn thôi, nó không có làm cho cái cây mình nó tan đâu nghe, không phân hủy đâu nghe, chỉ có nấm trico đề ma thôi. Đây hồi xưa tắng đất tắng lên để lấy đất gì vậy, phải không? Mới ốp đất đi để cho cỏ nó lên này, cào ra cào nhẹ để nó cỏ nó lên ẩm độ nè, cỏ không lên nó phải có cái tầng cỏ để lên cho nó thở. Cái thứ hai nữa là buổi trưa nắng á, mình đứng ra mình ra nó không có thoát được cái nước, nó vừa nó không thoát được cái hơi, nó nóng rực trong này nè. Chỉ muốn tủ rơm mà tủ nhẹ một lớp nhẹ thôi. Buổi trưa á ra là nó bị hầm hơi để lên nhẹ. Còn cái này xà phun thằng sấm gì tiếng trùng với con siêu giáp phun rồi tưới dưới gốc luôn, rồi để cho nó xả cái lá già, những cái lá này cho nó già ra nó ra cơi, rồi sau đó em kích lại cái bằng phục hồi á, em kích lại. Cây nào nó phát được rồi nó phát. Như bên cái clip bên đó nó có cái hai cây sầu riêng bị rụng hết lá luôn rồi. Nó rụng hết trơn luôn. Nó rụng nó ra được cơ độc mới mà. Dạ. Nguyên cái đất này nó bị nước này nó bị phèn. Mai mốt cắm cây là cắm chéo nha, đừng có cắm thẳng, cắm hư rễ. Cắm ở ngoài cắm vô. Cắm ở ngoài cắm vô. Này, đây này, để ý này. Thấy cái tầng này không? Là nó đỏ trên này thấy không? Ở dưới này sao nó đen này, là nước bị nguồn nước mình bị ô nhiễm. Bị phèn rất là nhiều. Tưới bên kia nó dập vô đây nó đen này, bây giờ cái lá sẽ không phát triển được này. Lá dưới này nó đen thui lùi này. Thì bây giờ phải chị phải quyết giải quyết được cái nguồn nước. Làm gì làm phải nguồn nước của chị ra thì vô. Muốn nước ra vô thì lục bình này dọn hết. Dọn hết cái lục bình để mới lấy nước ra vô. Nước ngoài kia nó có ra vô được không ta? Tháo được vô. Được. Được. Ở đây là ra vô bình thường. Vậy phải đẩy cái nước tù đi. Như 10 ngày ra 10 ngày vô hả? 7 ngày ra 7 ngày vô. Là họ có lịch hay sao? Lịch. Của trạm. Không, cứ cố gắng lấy được là tốt. Dọn hết cái lục bình đấy, tại vì mình dọn được nó mới thông thoáng được cái đường đi của nước. Nước ở ngoài đây nó cũng ô nhiễm mà. Nước này ngoài đen quá mà. Có hai cái sầu riêng cuối cùng là nó bệnh nhất luôn. Hai sầu riêng cuối cùng bệnh nhất. Không bộ cây nào cũng bị phèn hết, nước phèn nó lên. Là cây này nói là mấy tháng trời không thấy lên liếc gì chân. Bị rầy nó đánh rồi bỏ cánh cứng nó đánh nữa.
Đây nước ở ngoài đây vô phải không? Đẩy ra nó vô. Nó vô. Ừ, lấy được cái nước này cứ ra vô. Bây giờ là tháo làm sao mở cái bọc nó tháo ra tháo vô cho nó liên tục nó đẩy được nước, nhưng mà em phải dọn được cái mương nó thông thoáng thì nó mới lấy được, chứ không nước mình nó bị tù, nó bị phèn. Nước tưới lên là cây không có phát triển nổi, cứ lá nó cháy cháy rễ nó hư. Đi cái đường này đi qua được nữa không? Dạ được. Được. Hai mẹ con coi trên TikTok, coi idol TikTok đi. Cái này chỗ này là phủ cỏ được, này phủ rồi mà để khống chế cỏ thì được, còn sầu riêng này đừng, phải kéo nhẹ nhẹ ra để có cái cỏ nó lên thì cây nó mới thở được, rễ cỏ nó thở được. Chu cái này cũng vậy, phèn. Mua cây này hả? Lên coi thích cái mặt gì ghim nè cái gì cái thuốc không phải mà kêu bằng mặt áo giáp cho kẽm mà kêu bằng cái gì cái tên gì ghim đây nè quên nè amino không phải siêu giáp thần sấm hả đó cái này nguyên cái bên rồi giờ quay trở lại khúc này toàn bộ vườn này giờ sâu rầy cộng với siêu giáp. Sau này thì giờ quất bỏ cánh cứng thôi, cộng với siêu áo giáp nha. Phun hết rồi trước khi mà làm á, kéo cái rơm ra. Đừng để rơm này nó kéo ra qua bên ngoài này cho nó hoa mục bên này này. Đây ở đang cái tầng nó dày quá này. Dày quá, không tin là buổi trưa mình ra đi, không có thể nào nó thoát được cái hơi đâu. Nó hầm dữ lắm, mà mình tốt nhất là mình nên để cỏ đây này, đây này. Chính cái cỏ nó nằm ngay đây này, nó mới phá vỡ được cái chỗ đất này, nó không cho làm chai đất, nó phá vỡ được cái chỗ này nó mới xốp được cái đất này ra. Thì rễ cây nó mới thở được. Đừng có sợ là cỏ nó ăn gì nó trả lại đất đấy, đừng có sợ. Còn đây mình tủ cái tầng rốp rôm nó dày quá, riêng hàng vô nó không có làm phân hủy được, chỉ có trichoderma rồi thôi. Rồi để cỏ vậy nó mới êm, để vậy mới cỏ nó, chính cái rễ cỏ, nhờ cái rễ cỏ nó mới làm xốp được cái đất. Rau còn quăng thấy cỏ quá trời bức. Thấy cỏ bức dữ lắm rồi bắt đầu Bây giờ cỏ là quất cỏ rau trai á. Có cỏ rau trai thì ngon. Giữ lại tầng cỏ đi. Đừng chơi. Còn ví dụ như mấy cây bên này á, không quan trọng thì mình tấp rơm bên này. Còn rơm chỉ muốn cho nó hoa mục á, thì cứ cào rau bên này cho nó hoa mục. Đừng có tiêu diệt cỏ. Cứ để thí dụ như cỏ mình nghĩ vậy nè, cỏ mình phát ra rồi thì mình bỏ cái lớp cỏ đó thì cũng như cái lớp gom, mà gom nó lại trong gom thì cái dinh dưỡng nó nhiều hơn trong lúa ha. Mình nghĩ vậy. Nghĩ vậy đó, như với thí dụ như coi lên trên cái Úc sầu riêng cũng vậy. Trồng cái cây đậu nành thì đặng cho đất nó tốt, đậu là nó tốt đó. Cũng suy nghĩ là cái lúa mình thì cũng là cái dinh dưỡng đó. Nên mới đem gom đồng vô. Đồng ý. Nhưng cái cây người ta đang sống, cái cây cỏ nó đang sống, cây đậu nành nó đang sống, nó chính có cái rễ của nó mới phá vỡ được cái mao mạch của đất. Chơi nữa, chính cái rễ cỏ nó mới phá vỡ được cái mao mạch, chính nó tác động phụ dưới cái rễ của cái sầu riêng, có nghĩa là tính nó đi nó ủi nó phá vỡ cái đất, mao mạch đất, không cho cái đất nó kết dính lại thì đất nó mới tơi xốp được. Còn cái rôm này mình đồng ý nó cũng tơi xốp dưới điều kiện nó hoa mục. Nhưng mà nó sẽ không bằng hàng cỏ, cái nó thật luôn, tại cái rễ cỏ chính nhờ cái rễ cỏ nó len lỏi dưới đất nó mới tạo được cái tầng thổ thở cho hàng rễ cây. Bây giờ ở đây mình muốn diệt á là diệt cái nào nè, diệt rau muống đây. Cái rau muống là cái nơi mà tập trung nhiều nhất các cái con bọ cánh cứng, nó nằm ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy này, nó nằm ở đây nhiều lắm. Muốn chỉ diệt á là diệt rau muống này. Đấy, trong cái vườn của mình rau muống, rau lan thôi mình cắt mình bỏ, hay là xào tỏi ăn đâu thiệt. Còn cái cỏ thì em đến đây là em trong cái vai trò thứ nhất là em góp ý nha, chứ không phải là gì hết. Nhưng mà đường xá xa xôi thì chị cũng biết rồi, em cũng phải cố gắng tới đây, đã tới cho bằng được. Thứ nhất á là chị sẽ thấy rằng kia cái vườn của mình nó bị ngủ ngày. Cái trường hợp trời mưa, trời này hiện tại là cái ẩm độ trong vườn nó khá là cao, tại vì thực ra là mưa không có, nhưng mà cứ vườn nó muốn mưa mà nó cũng không mưa được đấy, kiểu như vậy. Có nghĩa là khi á mà trời như vậy nó không mưa thì mình phải tưới nước, như cây mình phải tưới nước hết, mình tập trung mình tưới nước cho nó có đều nước hết ở bên ngoài. Nhưng cái rôm này á là chỉ cào ra để nó có thoát được, nó thoát được cái hơi, cái đó là em nói thiệt, nó thoát. Chị có muốn tủ thì chị tủ nhẹ thôi, nó thoát được cái hơi. Cái thứ hai nữa là chị để cỏ lên á, là cái rễ cỏ á thì em như em nói chị mới nãy giờ rồi. Cái rễ cỏ lợi hại lắm, chị muốn tưới phân tưới đồ, chính cái rễ cỏ nó dẫn cái nước, dẫn cái phân xuống.
Bữa hổm cái lúc hổm là cỏ hôm mùa nắng là cỏ giáp vòng vườn này là nói chung là lên cỡ tới này nè. Thì lúc đó mình cắt, mình quản lý, mình chừa nó khoảng cỡ gang tay hay nửa gang tay là được rồi. Rồi mới cắt dọn dẹp hết trơn, nó quá trời sùm rồi, thôi để ra cắt cỏ, diệt cỏ đặng mới úp ba cái gôi vô cái gơm này lên được. Chứ nếu mà để cỏ lên nữa rồi cái vừa cỏ vừa gơm nó lộn xộn rồi nữa, mình không cắt được mà không dỡ lên được, không nó dính chùm chùm. Dạ. Đó. Không rồi, rơm mới phá mới đắp gơm mới đây à. Thì em chỉ góp ý rồi, chị nghe hợp lý thì mình tiến hành thôi. Dạ. Tại vì khi cái này đó là nó ủ như này, nó rải vô nó không có hoi mục được đâu, chỉ có đi trico để ma rồi nó mới hoi mục được. Thì đi nó mới hoi mục được, nhưng mà cái tầng rơm này á là nên mỏng thôi và để cỏ nó lên là càng tốt nhất. Nó không có hoi mục nhiều đâu. Cứ để ra bên ngoài mà chính cái cỏ nó mới lợi cho chị. Lợi dữ lắm. Rau muống thì tiêu diệt đi. Gơm này thì mới bỏ nay cho cả chừng chắc hơn nửa tháng nay, còn đem vô hiện nay chưa được tháng đó. Ở ngoài nó tạo cái độ hầm hơi á, cái rễ sầu riêng á nó cũng bị nóng. Tại nhiều cỏ lắm. Em mới xịt thuốc diệt cỏ. Quá lắm. mình là nông nghiệp 4.0 mà diệt thuốc xịt thuốc diệt cỏ rồi đó. Tại nó quá nhiều. Cái nguyên nhân mà nó cũng có một vài cái lá mới cháy ở đây là cũng do một phần rơm nữa đấy. Dạ. Là tại sao mà người ta không có cho tưới nước ban trưa, thì vô tình cái nước bị mặt trời nó đốt nóng, thì bây giờ mình cái ẩm độ mặt trời nó rọi xuống nó tạo cái độ hầm hơi y chang mình đang ở trong cái mái tôn vậy, không có trật cái đường nào hết á. Là nó nóng ở dưới đấy, là rễ chỉ cần cái rễ tơ nhỏ thôi là nó bị teo. Nó không hút được cái dinh dưỡng, còn những cái nước còn lại cho cái cây á là nó sẽ tập trung vào cái lá non. Rồi cái thấy sao mà cái cây này lá nó phải không phát triển như bự như người ta mà nó nhỏ chút không à, nó thiếu phân vậy hả? Nấy cây này á, là cây lá này á, thường cái lá người ta nó to chà bá đúng không? Dạ đúng rồi. Cái kinh nghiệm khi mà đi phân ấy sao? Là khi cái cơ đọt non, phân là đi phân hữu cơ dạng siêu cây rồi đó. Dạ. Là phân nước đó. Khi cơ đọt non có nghĩa là nó như thế này, nó đang ra lấy ra là mình quản lý ở trên này là mình quản lý sâu rầy. Dạ. Thế nữa, rồi nấm bệnh thì tất nhiên là phải kìm rồi. Mình quản lý sâu rầy nấm bệnh, còn khi cái lá non nó ra dày tất nhiên là rễ non đang phát triển. Dạ. Lúc này là rễ non, như tuổi nhỏ nó cần sữa, nó cần dinh dưỡng, mà dưới này mình không có khỉ khô gì sao nó ăn. Nhưng mà cái này là nếu như mình đi á là mình không được, rễ non nó đang ra này không được đi phân gà. Dạ. Không được đi phân hột. Dạ. Nhớ cái điều đó là không được đi phân hột, chỉ có phân pha nước mình tưới thôi. Cái lúc đó là ví dụ như humic này, nuôi rễ kích rễ này, giữ rễ này, trico humic là nó tạo thành vi sinh này. Dạ. Còn cái siêu dưỡng cây này trong đó nó có hàm lượng vi lượng trong biển. Cái lúc đấy tưới xuống cái là cây nó ăn. Dạ. Mà chính mình nếu mình để cỏ nữa thì khi mà trước khi tưới phân đó mình đưa tưới phân nước á, mình tưới phân nước mình xả nước một cái, sau này mình xả phân mình xả nước một cái nữa là nó điều xuống nó dập là lá nó sẽ to. Dạ. Còn mà tại vì khi mà cái lá non nó ra là nó phải cần cái dinh dưỡng, lúc này là phải tập trung dinh dưỡng nhiều nhất. Dạ. Còn nếu chị muốn đi mà đi phân mà phân hộp phân gà, ok phân gà thì đi cái cơ đọt, lúc cái cơ đọt nó lá già. Thì khi mà cái phân gà nó tan rồi, lúc nó rễ nó cứng rồi, khi nó tan thì nó nằm ở dưới thì cái này nó ra nó ăn. Có nghĩa là rễ non nó ra nó ăn. Dạ. Nhưng mà cái phân gà thì nó sẽ, có nghĩa là nó nhìn cái lá nó cũng không biết bao nhiêu là đủ. Tại thực ra là phân gà nếu mà bỏ vào cái lá nó to là lâu lắm. Dạ. Cái lâu hấp thụ, còn cái phân nước thì mình pha sẵn rồi. Mình làm một phát một cứ dòng bên này là mình tưới là ok. Dạ. Thì bây giờ chỉ có quan điểm là thứ nhất là nguyên cái vườn này là mình cào hết rơm ra, xịt nấm bệnh hết, xong rồi muốn đi cho cơ đọt nó đi á, kéo cơ đọt á là canh cái mùa mưa, nó mưa xuống già bữa thì đường nào nó cũng ra cơ đọt. Dạ. Thì muốn cho lá nó to á là đi cái bộ siêu dưỡng cây đó. Dạ. Hoặc là bộ siêu phục hồi cũng được. Lên TikTok mỗi lần anh like mấy kia vô nó khen rầm nó biết rồi. Dạ. Tưới và đúng, có nghĩa là phân mình đi mình làm đúng. Dạ. Chứ còn mà nếu như bây giờ đây sao anh kêu em tưới bộ siêu phục hồi không bao giờ cây nó phát được. Dạ. Tại cái tầng rơm ở đây ông nội tôi tưới cũng không bao giờ phát, không có dinh dưỡng được, không xuống được chứ. Không thấm tới dưới được. Không thấm tới dưới được. Dạ. Với lại anh cho em hỏi là bao nhiêu ngày thì mình mới xịt cách giữa sâu với lại thuốc. Thường ví dụ em tưới siêu dưỡng cây với trico đề ma đúng không? Dạ. Thường trico đề ma em tưới xuống trung bình nó còn 5 đến 7 ngày mình cách nhau. Dạ. Nhưng mà trung bình thì thường cái sâu rầy mình phun ở trên nó ít rớt xuống dưới, có nghĩa là nó rớt cũng không bao nhiêu, thì khoảng 3 ngày là vừa rồi xuống dưới trico đề ma đã, tại vì mình phun mà phun sâu rầy ở trên mà. Dạ. Này cây mà đang lá non là rễ non đang ra này, bây giờ thiếu dinh dưỡng này, thiếu trầm trọng luôn. Dạ. Còn rau lan rau muống là dọn hết đi, cỏ để lại, kéo rơm ra, tôi tư vấn thành nông.
đây chăm cái vườn này là cũng kỳ công đó chứ không phải đơn giản đâu. Dạ. Nhưng mà nhớ đừng có thuốc cỏ nha ông nậu. Dạ. Này bức phát không à, có máy thì phát. Ừ. Đó, hôm trước là nó dậy như vậy nè. Nó lên cao lắm luôn à. Lên cao mình cắt rau lan mình rau muống rồi bỏ hết đi. Ừ. Trồng bên cạnh mấy cây chuối cây sầu riêng nó cũng không phát đâu nghe. Thì việc đó việc lần lần bây giờ còn mấy cây đó là chứ... việc đang cũng đang việc nè. Còn bộ là bị nấm phi top hết rồng cứ nó lỡ cây. Cao ra tưới thuốc, phun thuốc tưới hết bên ngoài cho nó xả cái lá bệnh. Tưới phục hồi trở lại bao. Bữa thấy cái vườn ở trên TikTok, vườn ở trên tháp 10 chưa? Cái vườn anh hay quay đấy. Vườn thấy cái vườn ở Tam Nông á. À. Cái vườn tháp 10 đây là bên bên láng biển, bên đâu bên đây gì đó. Đốc bên Kiều. À. Vườn bữa nào xuống dưới anh dẫn vườn ơi. Vườn nhà. Vậy hả? Cỏ lăn bưng cỏ sao mà cỏ xanh rờn hết. Ừ. Còn phân bò phân đồ là để hết bên ngoài, phân đồ với cỏ phải có cỏ. Không có cỏ là chai đất hết. Chính cái cỏ đó, nó cũng đỡ làm cái phần phần cháy lá nữa, đỡ một phần. Mới mới vậy là mới có phá cỏ ở đây đó, mới việc đây. Hôm thì đây mới có nửa tháng mà. Mới nửa tháng này. Lần đặng bằng mới tấp ba cái. Để ý này, mai mốt mà cái lá nó cháy vậy á. Đấy là mà kiểm tra rễ ở ngoài. Cháy nhỏ vậy này. Dạ. Nửa tháng chưa có xịt nữa. Xịt rậy hả? Sâu gậy bệnh gì cũng vậy chứ nửa tháng chưa có khi 20 ngày một tháng không chừng nữa không có làm điều độ. Sâu rầy chủ yếu tập trung vào cơ độc non nó được rồi, nói chung là cô không làm điều độ không quản lý nấm bệnh nên nó cũng hay bị đó. Thì không có quản lý kiểu như không có phải săn sóc như người ta là bỏ thời gian lâu lắm. Phân bò bỏ vô cái bao như vậy nè, bỏ tấn thôi, ông nhét phân bò vậy là hư cây hết á. Đừng có để phân bò tươi kiểu vậy hư cây hết á. Cái này tính mai mốt nữa cái kêu cô bé đặng móc cái đường này xuống sẽ học lại đặng sẽ học cứ sẽ vuông vuông đó đặng tại vì mới đang làm nhà rồi cái giờ mình rồi cảm ơn em nha. Dạ đặng mình đem bồi lên chỗ khác rồi chỗ này đặng sẽ đánh đường nước cho nó ra đây luôn đặng đi cái đường lại sửa đây đây qua bên kia. Mấy cành này là mình bỏ hết anh. Bệnh quá. Phun bữa gì phun trắng trắng lên ta. Áo giáp Adracon á. Adracon đi. Adracon không? Dạ. Adracon muốn mắc tiền. Theo mỗi lần xịt là. Siêu áo giáp được rồi, hôm nay mình siêu áo giáp cộng với thằng sấm rồi nó diệt được tiếng trùng mới rồi. Dạ. Nhưng mà phải rôm phải cào ra mới tưới thuốc được. Giờ tưới không kiểu gì mà cây xuống nó hấp thụ được hết á. Tưới xuống là nhiều khi á, trước khi tưới còn lấy cái xà beng á, xỉa nữa. Xỉa lỗ vậy này chấm xung quanh á, cho nó thấm thuốc xuống. Này nó cứ lá già nó cháy này. Thấy không? Mình chỉ quan sát cái lá già đây cháy á, là rễ bị yếu. Thì đó bây nó tôi bây giờ không có hiểu được là rễ nó bị yếu. Rễ hay là thiếu nước? Cũng thì đây này thiếu nước bên ngoài á, là thiếu đó. Thiếu là tháng trước rồi chứ không phải tháng vi khuẩn đó nên mình nhìn phân biệt hoài khi mà cái rễ nó bị tổn thương là cháy lá bắt đầu cháy lên dưới rễ luôn là bắt đầu là nấm Phytophthora chung vô rồi. Rồi ở trên này nó sợi nấm nó nữa, nấm này trên này là cholesterol chung, còn dưới này là Phytophthora, bắt đầu Phytophthora vô cái nó phá thì bắt đầu là nguyên nhân ban đầu là mình do mình quản lý cái đầu rễ bên này nó bị cháy thì tổn thương. Thế là nắng dữ quá bên này nè, cứ ống nước cứ dì dí bên kia. Chứ cái thứ hai nữa là mình tưới trong này nó ẩm độ nó cao, mà trong kia là không cần nước. Cứ đi đâu trong kia mà qua đợi cần không có này. Mình làm sao á mà nhử nó được nước ra qua đây nè. Làm sao nước nó nằm hết qua đây nè. Là cái rễ sầu riêng nó đi ra mà. Cái tàn tới đâu là rễ tới đấy mà. Nối ống ra lại. Thì cái đấy nối ống ra thôi. Còn mình tưới thuốc á, thuốc bệnh thuốc đồ thì mình đồng ý mình tưới từ trong kia tưới ra. Thuốc bệnh là phải tập trung trong đấy, còn mà nước phân bón là qua đây này hết qua này thì cây nó mới phát được. Toàn bộ đây là nó cũng ngủ mưa bao nhiêu ấy, mưa mấy hôm nay đâu có thấm thía gì đâu mà
Ngưng khỉ khô vậy, mình ra mình kiểm tra lại á, là khử bên này nó có đủ nước không nha. Ngày này mới nãy thấy nó cũng hôm qua có mưa không? Dạ có. Hôm qua có mưa mà mới nãy thấy nó cũng khô á. Dạ. Đấy rôm là tập trung kèo ra hết. Chứ không mưa lớn. Ừ. Ống nước để đây là tốt nhất này. Làm được làm cái ống nước này giữa hàng này. Đi hết một hàng hoặc là giữa hai cây kia nghe kia phải có rồi, cứ tập trung là nó làm sao làm bên ngoài nó phải có nước bên ngoài này, rễ đang vương hết ra bên này rồi. Thì đó bây giờ tính để nữa móc cái đường nước này xẻ lại nè, xẻ ngang qua bên đây. Với lại bây giờ nước mình phải điều tiết đi ra đi vô nha. Cái nước này là nước bị làm ít bữa nữa nước ra là cho ra. Cho ra vô chứ không mà nước đây cái nước này nó nấm dữ lắm. Nước này là nói chung là nó ô nhiễm, cực kỳ ô nhiễm. Phải đẩy nước đi ra đi vô. Làm cho lục bình đồ nó dọn đi. Cho nó mấy nước nó ra vô được chứ không sao nó ra vô được. Thiệt. Lục bình cái mình dọn là mình để giữa hai cây đường anh. Em phải kiếm một cái chỗ nào em bỏ riêng. Nhớ nha, cái lục bình không lấy lên không được ủ lên đây nha. Cái rễ của cái lục bình là phèn không á nha. Vậy đó hả? Cái rễ của lục bình phèn không á. Tại vì mấy cây nhỏ sầu riêng nhỏ đó mà em thường kêu đắp lục bình tươi lên luôn. Nếu như muốn đắp á là phải cắt cái rễ nó đi. Nghe không? Muốn đắp mà cắt cái rễ nhưng mà tốt nhất á muốn lấy làm phân á là ủ. Là tốt nhất cắt cái rễ nó đi. Chứ cái rễ nó lội lên không đường nào không phèn. Nó nằm dưới đáy mà không phèn, nó tập hộp hết đưa ở đáy mà. Nên là rút lên là cái rễ của lục bình á là phải bấm bỏ đi, không là đưa ra ngoài. Cho nó phèn dữ lắm. Rồi, cảm ơn. Dạ. Chăm tới đây rồi mà. Bye bye.